Có lẽ tôi xin kể một câu chuyện, mà câu chuyện này được kể lại bằng một cái tác phẩm tranh kính của Bùi Thị Hải Hà, vẽ lại một cái tác phẩm Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ. Và bức tranh này là cao 1m2, dài 14m, và thời gian hoàn thành mất gần một năm. Đây là năm 2016. Tác giả của cái bức tranh này là Trần Giám Như. Tác giả là Trần Giám Như, và miêu tả cái sự kiện Phật Hoàng Trần Nhân Tông hạ sơn xuống núi. Vào ngày này năm đấy thì ngài xuống núi, bắt đầu xuống núi, và các đại sĩ đưa tiễn. Ngài chờ các lương thực thực phẩm nhờ một chú voi vận chuyển. Thế nhưng đi đến cái cầu quá nhỏ hẹp mà lại trơn, có các đại sĩ là tiễn đưa. Thế mọi người là chỉ có một cái võng tre đưa ngài xuống núi, và các môn đệ và đi đến vừa đến hạ sơn thì có rất nhiều người ra đón tiếp ngài, dân làng và các quan chức ở địa phương. Họ ra để nghênh đón. Họ gánh cả vàng bạc châu báu, nhân dân là mang ra để đón tiếp ngài. Triều đình cũng mang cả võng lọng.